khai mỏ dưới đáy biển sắp thành hiện thực. Những bức ảnh chụp thềm đại dương cho thấy những khu vực với trữ lượng vàng, bạc và các khoáng sản quý giá đáng kinh ngạc. Lấy đồng làm ví dụ, chất lượng quặng đồng trên mặt đất năm ngoái là vào khoảng 0.57% so với 8% ở những mẫu khoáng sản lấy lên từ đáy đại dương. Dự kiến thì những chiếc máy nặng tới 760 tấn sẽ được đưa xuống độ sâu 1.600 mét để tiến hành các công đoạn của quá trình khai thác. Đây đều là những thiết bị dựa trên các công nghệ quen thuộc nhưng được điều chỉnh phù hợp với điều kiện làm việc dưới đáy biển. Các kỹ sư sẽ điều khiển quá trình thăm dò bằng hệ thống radar và máy quay ở trong phòng điều khiển chính. Vùng biển ngoài khơi Papua New Guinea được dự kiến sẽ là khu vực đầu tiên được khai thác trên thế giới. Sản lượng được ước tính là 1 triệu tấn một năm và giá thành là gần 500 triệu Mỹ Kim, bằng 1/6 so với chi phí khai thác trên mặt đất. Nhiều khu vực có trữ lượng cao khác cũng đã được tìm thấy, và điểm đặc biệt của những máy khai mỏ khổng lồ có thể được sử dụng ở nhiều khu mỏ khác nhau. Một vấn đề đang cần phải xem xét là những lo ngại về việc phá hủy môi trường sinh thái dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực khai thác mỏ dưới biển này tự tin rằng dự án sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm tới.